Mình là Quốc Hòa, sau đây mình sẽ trình bày về Sabiosexual. Đầu tiên, về phần định nghĩa, thì Sabiosexual là từ dùng để chỉ những người cảm thấy bị hấp dẫn tình dục bởi trí thông minh và tâm trí từ người khác. Những người này có sự thông minh và khía cạnh của tâm hồn người khác là yếu tố hấp dẫn giới tính nhất ở nửa kia. Đối với Sabiosexual thì không có sự phân biệt giữa nam và nữ, yếu tố trí tệ mới là thứ mang tính chất quyết định vừa lên trên cả giới tính. Tiếp theo, về nguồn gốc của Sabiosexual thì Sabiosexual có nguồn gốc từ tiếng Latin với từ Sabio xuất phát từ động từ Sabia trong tiếng Latin có nghĩa là khôn ngoan hoặc là hiểu biết. Năm 1998, Sabio sexo lần đầu tiên được giới thiệu bởi một người dùng có tên là Wolfie Boy trên mạng xã hội Live Journal. Khi khác với động tính hay dị tính, Sabiosexual không được giới khoa học công xem như là một xu hướng tính dục. Tuy nhiên vẫn có một số chuyên gia cho rằng Sabiosexual đích thị như một xu hướng tính dục. Tiếp theo về những đặc điểm chung của Sabio sexual, thì với một người sapiosexual, vẻ đẹp ngoại hình không phải là điều đầu tiên mà người đó hướng đến như một cô gái xinh đẹp và một chàng trai đang đọc sách thì có thể chàng trai đó sẽ khiến họ cảm thấy bị thu hút hơn những người sapiosexual cũng thích học hỏi và tìm kiếm những người có niềm đam mê học tập giống mình những người sapiosexual thường thích đùa giỡn và vui vẻ với sự hiểu biết của bạn tình vì thế nó nghiêng nhiều về sự bàn lượng thay vì sự vứt vẻ về mặt thể xác thông thường